hơn nữa những công nghệ hòa bình ổn định trong khu vực và thế giới. Chủ tịch Lê Quang Đạo hoan nghênh chuyến đi thăm và làm việc của đoàn đại Việt Nam và coi đó là một trong những hoạt động tăng thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai tổ chức và quốc hội của hai nước. Việt Nam hiện còn gặp nhiều khó khăn trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế xã hội. Sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, của chính phủ và nhân dân các nước đối với các chương trình nhân đạo ở dân số và kế hoạch hóa gia đình là vô cùng quý báu. Chủ tịch rất mong muốn hợp tác hữu nghị giữa quốc hội Nhật Bản và Việt Nam ngày càng phát triển, góp phần tích cực vào việc củng cố và phát triển mối quan hệ vốn có của nhân dân hai nước Việt Nam Nhật Bản. Quý đã đến dự và phát biểu ý kiến trong buổi khai mạc. Theo chương trình, hội nghị sẽ họp trong 3 ngày để các nhà chuyên môn và các nhà hoạch định chính sách trao đổi kinh nghiệm về các khâu tổ chức thực hiện phòng chống suy dinh dưỡng của các dân tộc và cộng đồng. Trước đây, nước ta đã nhiều lần đăng cai tổ chức nhiều hội nghị quốc tế bàn về đường lối chính sách dinh dưỡng, về phương hướng phòng chữa bệnh yếu cổ, thiếu máu, khô mắt, thiếu protein năng lượng. Song vấn đề dinh dưỡng cần có những biện pháp cụ thể, thiết thực và phương hướng hoạt động hợp tác thế nào thì ít đề cập. Hội nghị quốc tế lần này tại Việt Nam sẽ đáp ứng những yêu cầu cụ thể đó. Phát biểu ý kiến với hội nghị, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Nguyễn Khánh đã nhấn mạnh tình hình dinh dưỡng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu với nhiều hoạt động trong những năm gần đây ở nước ta. Của Đảng ủy Công an Trung ương đã tới dự đại hội. Đồng báo cáo quốc hội về quyết định cho đảng ủy Đảng ủy Bộ đội Biên phòng nêu rõ. Trong bối cảnh phức tạp và khó khăn thời gian qua, công tác biên phòng đã bắt đầu đổi mới về chủ trương, đối sách và biện pháp nghiệp vụ phù hợp với diễn biến tình hình, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các lực lượng, phát huy sức mạnh tổng hợp nên đã giữ vững được chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, phục vụ có hiệu quả cho việc phát triển quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, công tác biên phòng cũng còn có những mặt yếu, vùng giới thì phải xây dựng củng cố bộ máy biên phòng có phù hợp với tình hình mới. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc đề cập đến việc quản lý nhà nước đối với biên giới quốc gia còn kém hiệu lực, đồng thời kiến nghị với nhà nước cần có biện pháp đồng bộ về cơ sở cơ sở đông nhiều xã như Kim Tiến, Nam Thượng, Kim Bôi, Sơn Thủy, Tòa Thắng, Kim Trung đã tận dụng đất bãi gò đồi phát triển diện tích ngô đông. Nổi bật có xã Mỹ Hòa đã trồng 150 hectare ngô loại giống mới TSE2. Người chăm sóc chu đáo như đang ở Mỹ Hòa đang lên sinh tốt, có khả năng thu hoạch cao. Huyện Kim Bôi phấn đấu gieo trồng gần 3.000 hectare ngô và các loại ngô khác. Điện Bàn là một huyện trọng điểm lúa của tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng. Trải qua những năm khai hoang phục hóa từ ngày giải phóng đến nay, huyện đã đưa diện tích gieo cấy lúa đạt đến 16.500 hecta, năng suất bình quân gần 36 tạ một hecta một vụ. Mỗi năm Điện Bàn làm 3 vụ lúa. Kết thúc vụ lúa thứ ba trong năm 1991, Điện Bàn vẫn là huyện dẫn đầu tỉnh cả về năng suất và phần sản lượng lương thực. Nhờ thời tiết thuận lợi, áp dụng tốt các tiến bộ kỹ thuật mới trong nông nghiệp, nên năm 1991, toàn tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng được mùa lớn đạt 475.000 tấn lương thực, tăng hơn mọi năm 25.000 tấn. Phấn khởi trước kết quả đáng khích lệ trên mặt trận nông nghiệp, huyện Điện Bàn đã chỉ đạo các xã, hợp tác xã chuẩn bị tốt vụ sản xuất nông xuân 1991-1992. Ngày hai trạm bơm cho sinh nghiệp thủy nông quản lý được bảo dưỡng chu đáo đúng quy trình kỹ thuật, chuẩn bị phục vụ sản xuất. Nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã dùng vốn của mình đầu tư xây dựng các trạm bơm điện mới. Đến nay toàn huyện đã có 100% diện tích canh tác chủ động hoàn toàn về cơ cấu. Bà con nông dân Điện Bàn đang khẩn trương làm đất để triển khai việc sản xuất nông xuân 1991-1992. Đồng hành với hợp tác xã quan trọng đối với tuổi đường của sản phẩm nước chung và sản phẩm cơ khí nói riêng. Dạng hàng